Hello, hello các bạn nha. Hôm nay thì tiếp tục cập nhật giá xe tại hệ thống xe máy Hứa Thịnh Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nha. Hôm nay thì cũng như là gặp Thu Hiền. Chào em. Ủa, hôm nay sao đứng như này em? Mọi người. Hôm nay Hiền sẽ review về các xe các bạn đang yêu thích nha. Và hiện tại Hiền xin giới thiệu là có anh khách ở giữa thành phố Bạc Liêu nên Hiền mua hai cái xe Vario luôn. Đây anh khách đây. Anh hai chiếc luôn hả? Em đang quay YouTube đi anh chào mọi người đi. anh mua hai chiếc, anh ở dưới Bạc Liêu lên Hiền mua xe từ sáng sớm nha. Anh đi từ lúc lên tới nơi từ lúc 5 giờ để gặp Thu Hiền mua xe. Xe Vario 125 này và 125 kia. Anh nói là màu hồng sơn 3D đúng không em? Đúng rồi, màu này là màu sơn 3D, mù trắng. Giá đề xuất bên em là xe này màu 3D thì 48.500 nha các bạn. Còn rồi. Cái con trong kia là Vario 160 hả? Đúng rồi anh, cái này là con Vario 160. Con này thì có hai loại, cái này là ABS và CBS anh. Con này đang mình đang chuẩn bị lắp cho ảnh đó hả? Đúng rồi. Wow. Từ Bạc Liêu đi lên đây mua hai lần hai chiếc anh, luôn. Anh ở dưới Bạc Liêu lên mà anh lên tới lúc 5 giờ mới Hiền ngủ dưới giày luôn. anh ngồi với Hiền lúc 5 giờ Hiền ngủ dưới giày luôn. Các bạn mà có quan tâm mua xe em thì em có hỗ trợ các bạn ở xa được gì không? Có anh, các bạn quan tâm tới Thu Hiền trong tháng sinh nhật này là chuẩn bị đến sinh nhật Thu Hiền rồi á. Hiền sẽ giảm trực tiếp vào xe là 500.000. Các bạn ở xa lên thì Hiền sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại luôn ha. Cái đó là riêng hả em? Dạ đó là riêng, còn sinh nhật thì Hiền trừ thẳng vào xe là riêng nha. Rồi ra đây mình hỏi anh này một xíu anh. Dạ dạ anh hỏi đi. Anh ơi, cho em hỏi là mình từ ở thành phố Bạc Liêu hả anh? Anh cách thành phố Bạc Liêu cỡ 15 km. Tại thấy nhân viên đây tiếp đã nhiệt tình, với anh thấy cái màu sơn 3D ở đây anh thích, chất lượng của nó tốt. Dạ. Đó, các bạn nghe, thì ảnh cũng rất là nhiệt tình luôn, thì từ dưới thành phố Bạc Liêu mà lên mua hai chiếc này, bác anh chạy về hay là sao? Anh gửi xe tải về, anh đi xe Phương Trang về. Gửi xe tải về. Rồi xe khách về. Anh đi xe khách Phương Trang về. Ok các bạn ha. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Chúc anh thành công nha. Rồi. Chọn xe mình ở ký nha. Dạ. Cảm ơn chốt. Em quay bên Vario bên này nè. Lên trên mình cập nhật giá xe tháng 4 nha các bạn anh chị. Dạ. Vario nha anh chị các bạn. Hôm nay Hiền thì cập nhật giá xe Vario và CBR R15 và Ed. Các bạn nhớ để ý và theo dõi trong cái video này hết luôn nha. Bạn nào có quan tâm xe nào thì mình để ý để xem hết video nhé. Thì 125 hiện tại có giá nhiêu em Vario? Dạ, Vario 125 giá đề xuất bên Hiền là màu jean 47.500, còn màu 3D là 48.500 nha các bạn. Đây là hiện tại đây là những cái màu này là màu 3D hết. Thì màu jean Hiền đang ở dưới kho nên chưa có lên đây. Bạn nào mà thích màu jean thì cứ inbox cho Hiền. Những cái màu 3D ở đây thì đồng giá hay sao? Đúng em? Rồi anh, đồng giá luôn là 48.500. Nếu mà liên hệ với Thu Hiền thì trong tháng sinh nhật này Hiền thẻ trừ 500 còn 48 triệu nha. Còn bạn ở xa lên mua Hiền mua xe thì Hiền trừ 500 đến 1 triệu, cái đó là riêng nha các bạn. Là riêng nữa? Đúng rồi. Wow. Cái đó là riêng trong tháng sinh nhật này Hiền thẻ trừ riêng nha. Màu sơn 3D này bên Hiền có bảo hành cho mình 1 năm. Nếu có búng tắc gì thì bên Hiền sẽ sửa đổi lại cho mình hoàn toàn miễn phí nha. Đồng thời bạn mua góp thì chỉ cần có chứng minh nhân dân gốc hoặc là căn cước công dân gốc là mua góp được rồi, đủ từ 18 tuổi trở lên nhé. Rồi ngoài những dòng Vario này thì mình còn những dòng xe gì nữa? Các bạn mua góp thì trong cái dịp này bên Hiền sẽ giảm cho mình chống trộm nano và định vị 50% luôn ha. Đây những cái màu sơn này, các bạn nào mà thích những cái màu sơn ở đây không có thì các bạn cứ inbox cho Hiền số Zalo trên màn hình nhé. Hiền sẽ gửi bằng màu bằng giá lăn xe lăn bánh cho mình luôn ha. Đồng thời thì Hiền sẽ quảng cáo giới thiệu cho mình về xe CBR và R15 ha. Mô tô luôn các bạn. Đúng ơi. Rồi, mô tô đây. Đây, hôm nay có mô tô CBR 150 nè. HCR, các bạn rất là nhiều người hỏi bên Hiền luôn ấy. Thì nay đã về tại cửa hàng Hiền. Thì cái con này giá đề xuất bên Hiền là 65.500 nha. Giá xe chưa bao gồm biển số nha các bạn. Bạn nào quan tâm thì cứ inbox cho Hiền, Hiền sẽ gửi giá xe lăn bánh cho mình luôn. Đây. Cái này là xe nhập khẩu 100% nguyên zin nguyên kiện nha các bạn. Không phải là xe đã sử dụng nha, xe này xe mới 100% chưa sử dụng nha. Bản HRC này các bạn mình. Dạ đúng rồi ạ. Bản này nhiều bạn mình cũng yêu thích lắm nè, rất là mến luôn. Bán rất là chạy. Các bạn nào mà quan tâm thì cứ inbox cho Hiền, trả trước từ 20 triệu trở lên là lấy xe về rồi ấy. Bản đỏ đen đó là bao nhiêu em? Cái này là bản đỏ đen nè. 65 triệu anh. Cái này là 65 triệu. Đen nhám cũng vậy luôn hả? Đen nhám cũng 65 luôn anh.
Mẫu CBR 150 nhập khẩu Indo này, mẫu mới này cực đẹp luôn nha cực các bạn anh chị mình. Có chữ ABS luôn nè. Đó. Với lại cái đầu đèn anh thấy là thiết kế y chang như là con Honda CBR 250G đó các bạn mình nè. Y chang cái luôn. Cái phuộc của nó màu vàng cũng rất là nổi, xe rất là đẹp này. Các bạn nào mà muốn đổi cái đèn vào giống như xe R15 ấy thì bên Hiền có làm luôn nha. Con này thì nếu các bạn mua trả góp thì mình cần giấy tờ gì em? Chỉ cần có chứng minh nhân dân gốc hoặc là căn cước gốc là mua góp được rồi anh. Đủ 18 tuổi trở lên đến 55 tuổi là mua góp được rồi nhé. Thì mình trả trước dòng xe mình mô tô trả trước thì cần trả trước 40% đã nhận được cả vẹt gốc và lãi suất ưu đãi trong tháng 4 này cho mình. Các bạn cứ inbox cho Hiền sẽ tư vấn nhiệt tình nhé. Tại vì video nói ngắn để cho mọi người tham khảo xe ha. Con này là R15, giá đề xuất bên Hiền là 62.500. Còn màu xanh, còn có màu xanh GB á, nhưng mà khách MB đang rắc nên chưa có lên đây, thì Hiền có quảng cáo là màu đen trước. Rồi màu xanh thì các bạn cứ inbox cho Hiền sẽ gửi hình cho mình xem sau nha. Đó, cái con này thì mình đặt trước cho Hiền từ 18 triệu trở lên là lấy xe về này. Rồi, ngoài những dòng xe thì nãy giờ mình giới thiệu thì cửa hàng mình còn những dòng xe gì nữa em? Bên em còn rất là nhiều xe, xe các bạn cứ quan tâm cho Thu Hiền thì dòng xe Sonic, xe Chia, Rider, rồi mô tô thì có MT15, Bandit. Rồi ngoài ra xe trong nước nhập khầu thì bên Center Hiền đều có hết. Ha. Center 155, 150 rồi. Center 155, 150 rồi Winner X có không? MX King có luôn anh. Winner X nữa. Nói chung là nhiều xe lắm, các bạn cứ tham khảo xe nào thì các bạn cứ inbox cho Hiền, Hiền sẽ tư vấn nhiệt tình. Đồng thời ví dụ như các bạn chưa muốn mua, chỉ muốn tham khảo hay là phân vân về cái dòng xe trong nước và nhập khẩu thì Hiền sẽ tư vấn cho mình nhiệt tình nha. Các bạn đừng có ngại ha. Video chắc có lẽ là mình kết thúc em. Hẹn anh em các bạn mình clip sau nha, cập nhật thêm cho các bạn mình những dòng xe khác. Các bạn nào muốn mua xe trong tháng 4 này cứ inbox cho Hiền nha. Hiền sẽ giảm cho 500 trực tiếp vào giá xe luôn và đồng thời giảm từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.